sao lại có người nằm ở kia? Long Dung, Linh ca, để em khử nó. Được, tao còn trò vui, mình mới xem rồi. Đi. Ok. Này Đen Bông, cậu dẫn tớ ra hồ làm gì ấy? Cậu lại hỏi thừa rồi. Bây giờ ra hồ để làm gì? Làm gì? Làm gì á? Ra hồ thì chỉ có để bắt cá chứ làm được cái gì nữa. Cái suy nghĩ của cậu á, đến trẻ con lớp 1 nó cũng hiểu nha. Ừ, cậu nói sai bé. Sai bé là sao? Ra hồ làm gì? Bây giờ nhá, tớ dẫn cậu ra hồ để rửa tay, không tớ mấy cậu đi bắt gà. Tào lao này thì tào lao. Sao mình lại ở đây nhỉ? Kenny, Long Vũ, trước đây mày từng làm bao nhiêu chuyện xấu, bây giờ mày nghĩ mày đi theo bọn tao là có thể hết tội à? Không dễ dàng như vậy đâu. Kenny, sao cậu lại bắt tớ? Long Vũ, mày phải chết. Cậu đừng có đùa như thế chứ. Tao không đùa với mày. Mày nghĩ đi theo bọn tao là mày có thể thoát tội hay sao? Sao cậu có thể nói như thế chứ? Tớ không bao giờ có suy nghĩ gì cả. Không có suy nghĩ đấy thì mày mau ra chịu tội đi. Thật không ngờ cậu nghĩ tớ là con người như vậy. Đúng rồi coi. Long Vũ, Long Vũ, Long Vũ, Long Vũ, Long Vũ, là bọn nào đã sát hại cậu? Chắc chắn là bọn Alibaba rồi. Anh, chuyện gì vậy? Thuốc đó là thuốc gì vậy? Thuốc đó là thuốc đa nhân cách. Đa nhân cách? Là sao anh? Nó sẽ làm rõ nhất bản chất xấu xa của con người. Đi thôi, chúng ta không cho vui xem rồi. Đi. Các cậu ơi, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy Kenny? Long Vũ, cậu ấy không xong rồi. Long Vũ, làm sao? Cậu bình tĩnh, kể lại mọi chuyện cho bọn tớ nghe xem nào. Tớ cũng không biết nữa. Khi tớ đến, thì đã thấy Long Vũ bị sát hại rồi. Là ai? Là ai làm việc chứ? Còn là ai nữa? Trong khu rừng này chỉ có chúng ta và bọn Alibaba thôi. Tớ cũng nghĩ vậy. Bây giờ, chúng ta phải đi trả thù cho Long Vũ thôi. Đi rồi. Chuyện gì vậy chứ? Ellie, Kenny bị sao vậy? Tớ cũng không rõ nữa. Nhưng đừng làm thương rồi. Tớ biết rồi. Nha. Kenny, cậu bị làm sao vậy? Sao cậu lại bán bọn tớ? Tất cả là vì sự ngu dốt của cậu. Tại sao cậu lại cho lính quốc của bọn Alibaba đi với chúng ta cơ chứ? Kenny, cậu nói cái gì vậy? Ở đây, không đến là mày lên tiếng. Mày nghĩ đi theo bọn tao là mày có thể thoát tội à? Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thoát tội. Sau khi ra khỏi khu rừng này, tôi sẽ đi đầu thú. Để chúng mày ra khỏi khu rừng này, có bao loạn à? Mày đừng có mơ. Ellie, cái gì Kenny đã làm? Có mong ý cách gì đi. Kenny, có mong dừng lại đi.
dừng lại á. Đừng có mơ, tao sẽ tiêu diệt hết bọn Alibaba chúng mày. Candy, tại sao cậu lại làm như vậy? Làm gì á? Làm gì là làm gì? Cậu đã định truy sát tớ và vợ. Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy? Cậu nói gì? Tớ không hiểu. Sao tớ lại truy sát cậu? Và vợ cơ chứ? Cậu không nhớ những gì cậu vừa làm à? Không, tớ không nhớ gì cả. Tại sao lại có chuyện như vậy? Chúng mày có giỏi thì hãy giết tao đi. Cậu nghĩ làm sao vậy? Tớ nghĩ bọn Alibaba đã giở trò với cậu ấy rồi. Alibaba. Các cậu. Long Vũ. Candy. Long Vũ. Có chuyện gì vậy? Long Vũ. Long Vũ, sao tự nhiên cậu lại bỏ đi? Long Vũ, mẹ đi chết đi. Tôi xin lỗi, tôi vào đây không phải để trốn tránh trách nhiệm đâu. Sau khi ra khỏi khu rừng này, tôi nhất định sẽ chịu tội trước pháp luật. Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Candy có vấn đề rồi. Candy, là sao cơ? Sao các cậu lại trói tớ? Không hiểu sao ấy. Vừa nãy cậu ấy còn bắn cả bọn tớ cơ. Vừa nãy lúc tớ đang đi về. Tao không đùa với mày. Mày nghĩ đi theo bọn tao là mày có thể thoát tội hay sao? Sao cậu có thể nói như thế chứ? Tớ không bao giờ có suy nghĩ gì cả. Không có suy nghĩ đấy thì mày mau ra chịu tội đi. Thật không ngờ cậu nghĩ tớ là con người như vậy. Ôi dồi coi. Không rõ là bọn Alibaba đã làm gì với cậu ấy nữa. Nó bắt đầu con kia đi rồi. Giết bọn nó. Này, Candy bị làm sao vậy? Long Dòng đã cho Candy uống thuốc đa nhân cách. Vậy bây giờ phải làm sao? Trong người hắn có thuốc giải, để tôi lấy cho cậu. Để đây, cho Candy uống. Cảm ơn cậu nhé, cậu đi đi.